Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hang. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật trong Photoshop, đó là làm thế nào để tăng cái độ nét của một bức ảnh. Thì ở đây mình vào file, mình chọn open để mình mở một cái tấm hình á mà nó có cái độ nét kém ha. Ví dụ như mình lấy cái tấm ảnh này, mình open nè. Thì các bạn sẽ quan sát cái tấm hình này á là mình download ra trên mạng ha, cho nên chất lượng nó rất là kém. Các bạn thấy nó rất là mờ nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cái hình này lên để làm sao cho cái hình này á nó nét hơn. Thì các bạn nhìn bên cái cửa sổ layer chỗ này, các bạn thấy nó đang để ở chế độ là background. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ layer ha, bằng cách là các bạn double click chuột vào trong cái phần background này. Ở đây nó sẽ cho chúng ta đặt cái tên, thì mình để luôn là layer 0. Sau đó các bạn nhấn OK. Các bạn thấy nó đã chuyển background sang chế độ layer rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhân đôi cái layer này lên bằng cách là các bạn click chuột phải vào đây. Sau đó các bạn chọn vào cái phần duplicate để chúng ta nhân đôi lên. Sau đó các bạn nhấn OK. Cái này thì chúng ta cũng có thể nhấn tắt là Ctrl Z ha, để chúng ta nhân bản. Bây giờ mình sẽ làm trên cái phần layer 0 copy này. Còn cái phần layer 0 ở bên dưới á, là canh gốc, mình chọn ở đây nha. Sau đó thì chúng ta click chọn nè. Bạn vào cái menu là filter, các bạn chọn cái phần author cho này. Sau đó các bạn chọn cái menu là hide path. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh cái thông số ở đây nè, để cho nó tăng cái độ nét lên. Các bạn quan sát chỗ này nha. Ví dụ như mình kéo về cái 1.9 thì các bạn thấy nó độ nét nó sẽ ít thôi. Tuy nhiên nếu mà mình nâng này lên, ví dụ như 2.7 nè, 4 chấm nè, thì các bạn thấy cái độ nét á, nó sẽ tăng lên. Ở đây thì các bạn có thể chọn khoảng 3 hay là 3 chấm mấy gì đó, tùy cái bức ảnh nha. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái nút OK. Thì lúc này chúng ta đã có được một cái layer tăng cái độ nét. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nó đang ở chế độ là màu xám xám như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ hòa trộn hai cái layer này lại ha. Mình sẽ kích chọn vào cái phần layer không copy. Sau đó các bạn kích vào cái dấu tam giác chỗ này. Ở đây thì chúng ta có thể chọn chế độ hòa trộn á, là overlay. Chúng ta bấm vào. Thì lúc này các bạn thấy nó đã hòa trộn hai cái layer lại. Bây giờ mình sẽ bấm vào hình con mắt ha, để mình tắt cái layer này. Thì các bạn sẽ thấy cái layer gốc ở đây. Và các bạn thấy cái hình này nó rất là mờ. Bây giờ mình bật con mắt nó lên. Thì các bạn thấy nó đã tăng cái độ nét lên. Rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ ở đây các bạn thấy nó có một cái phần opacity. Chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên chỗ này. Các bạn có thể điều chỉnh cái phần này theo ý muốn nha. Ở đây khi mà chúng ta kéo về không á, thì các bạn thấy là nó xem như là không dùng. Còn chúng ta kéo cái phần này lên á, thì các bạn thấy cái độ nét nó sẽ tăng lên ha. Thì cái này tùy theo cái chúng ta muốn dùng như thế nào. Ví dụ như mình kéo khoảng 70 đi, như thế này. Các bạn thấy nó đã tăng cái độ nét lên. Còn nếu mà chúng ta tắt đi nè, thì các bạn thấy cái hình này rất là mờ. Các bạn thấy chưa? Nó đã cải thiện rất là đáng kể ha. Sau đó thì các bạn có thể lưu gạch này lại để chúng ta sử dụng. Các bạn sẽ vào menu file, các bạn chọn cái phần select cho này. Mình sẽ đặt tên là cô gái 1 chẳng hạn. Chọn cái file ví dụ như là JPEG ha. Sau đó chúng ta nhấn vào nút save. Các bạn sẽ chọn chất lượng là 2. Chúng ta nhấn OK. Thì lúc này đây chúng ta đã có được một cái tấm ảnh mà chúng ta vừa xử lý. Nếu mà các bạn so sánh với tấm ảnh gốc thì nó sẽ cải thiện khá nhiều rồi nha. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn vào nút like cũng như là chia sẻ video cho nhiều người biết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.